Ồ, chị ơi, từ. Đây, 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 chị ơi. Đây, 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 chị. Chị chờ đọc rồi, chị tua chậm lại thôi em ạ. Kính nó không hề gãy. Cái này kính gãy cái gì? Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái bị tác động vật lý ở khu vui chơi Linh Đàm. Sáng 9 tháng 6, mạng xã hội lan truyền bài đăng có kèm đoạn video tố cáo vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo nội dung bài viết, tối 7 tháng 6, bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi Andy Seabook, khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn. Sau khi kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi, người mẹ phát hiện con gái mình bị một người đàn ông tác động vật lý. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng trúng con của người đàn ông trên. Người đăng bài tố cáo bé gái 4 tuổi bị tác động nhiều lần, đồng thời người này còn dọa khiến nạn nhân sợ hãi, khóc. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía cư dân mạng và dư luận. Mặc dù chưa có kết luận điều tra chính thức, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi thú tính của người đàn ông tại khu vui chơi đó. Thông tin từ Dinh cho biết, hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết phường đã chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh vụ việc.